Chào cả nhà đã đến với kênh YouTube Tư Quy 886 của mình. Đeo khẩu trang cái miệng nó nói ấy luôn. Thì tại vì hôm nay mình sẽ dắt mọi người tới một nơi mình đã từng quay. Thì chắc hẳn những cái bạn mà đăng ký đợt trước và từng theo dõi những cái video đợt trước của mình đó thì sẽ biết tới ngôi mộ này. Thì mình cũng xin nói thêm luôn là tại vì trong thời gian gần đây những cái video mà về chú Họ và ông Quách Đàm ngày xưa mình từng quay cả nhà. Thì có nhiều người nói là ông chú Họ xây cái chợ lớn gọi là chợ Bình Tây bây giờ đó. Rồi nó nhiều người vẫn còn lấn cấn như hai cái chuyện là ông chú Họ cũng buôn ve chai và ông Quách Đàm cũng buôn ve chai, và có nhiều người nghĩ là hai ông chỉ có một thôi đó. Nên rất nhiều người bình luận của mình về cái sự thắc mắc của ông chú Họ. Thì có nhiều người nói là ông chú Họ thì chết ở Trung Quốc, hoặc là ông chú Họ bây giờ có chôn ở Việt Nam mà cái bộ chút xíu thôi. Nhưng mà mình cái video này thì mình cũng làm sáng tỏ luôn cho cả nhà biết luôn. Thật ra thì trong cái thời gian mình bắt đầu làm YouTube, mình đã tìm về ông chú Họ, cái người khá giàu từ cái trong những thập niên trước của cái thời năm 1800 mấy cả nhà. Thì lúc đó là về ông Quách Đàm á, là sau cái ông chú Họ nha cả nhà nha. Đây mình xin nói thêm. Thì hiện tại mình đang đứng đây là mộ của con ông chú Họ nè. Đấy. Đây là mộ của con ông chú Họ nha, mộ con trai cả. Ông này tên là Huỳnh Trọng Huấn cả nhà nha. Thì đây là khu mộ của con trai cả của chú Họ cả nhà. Thì nhiều người cứ lấn cấn và nói lộn rất là nhiều, thì hôm nay mình xin làm lại luôn. Thì ngày xưa người Sài Gòn thường nói câu là đi tàu chú Hỷ ở nhà chú Họ, tức là chỉ hai nhân vật nổi tiếng từ cái thời mà chú Hỷ là vua tàu thuyền, còn chú Họ là cái thời của ông á, là ông sở hữu là còn gần 30.000 căn nhà khắp Sài Gòn chợ lớn, gia đình chợ lớn ngày xưa đó. Và ông chú Họ này á, thì sinh năm 1845 và mất năm 1901 cả nhà nha. Thì đây là khu mộ của con trai ông chứ không phải là khu mộ của ông. Còn nói tới cái ông mà Quách Đàm á, ông mà xây chợ lớn gọi là chợ Bình Tây bây giờ, thì ông đó là sinh năm 1863 và mất năm 1927. Thì ông này cũng là một thương gia luôn. Có rất nhiều tư liệu trên mạng mọi người có thể đọc lại, và mình đã từng làm video rất là nhiều rồi. Tại vì nhiều người cái bình luận lên đó thì nó nhiều cái quá, nên mình cũng xin làm lại thêm một lần nữa. Nên trực tiếp đi tới mộ luôn của con trai cả chú Họ là. Và lát nữa mình sẽ quay một cái cổng rất là lớn, bên đó là một cái khu cổng gọi là nghĩa trang của chú Họ luôn. Thì ông Quách Đàm á, là quê ở Triều An, Long Khanh, Triều Châu, Trung Quốc nha cả nhà nha. Còn ông Hứa Bổn Họ thật ra ông là họ Huỳnh, cũng giống như một số người đã bình luận, từng bình luận trên, thì ông là họ Huỳnh. Và sau sống cái thời kỳ Pháp thuật á, thì cái chữ phiên âm rồi cái tiếng địa phương của ông từ trước nữa nên đọc là Hứa, gọi là Hứa Bổn Họ, và thành lập một công ty rất lớn thời trước trong những năm mà ông còn sống ở đó. Thì nói về chuyện này rất là mình nói rất là nhiều, nguyên một cả một video luôn cả nhà. Thì đây là khu mộ của con ông, được xây dựng khá lâu rồi. Thì ông chú Họ thì thật ra là ông mất ở bên quê hương của ông, tức là Trung Quốc, như là ở Phúc Kiến, Trung Quốc cả nhà. Khi ông về quê thăm nhà và ông mất ở đó là năm 1901. Còn cái ông Quách Đàm á, thì ông mất năm 1927. Và cái ông xây cái chợ lớn, xây cái chợ lớn mà lúc đó là bắt đầu xây là năm 1928 và hoàn thành là năm 1930 sao, nhưng mà lúc đó ông đã mất trước đó một năm rồi cả nhà, nhưng mà vẫn ghi là ông xây. Thì mọi người có biết tại sao không? Tại vì ông có tâm nguyện là xây một cái chợ đó, và sau này khi ông mất thì con ông nối tiếp ông xây và cũng ghi là ông luôn. Nói về cái ông thì Quách Đàm thì có một cái tên nữa gọi là Thông Hiệp, thì câu chuyện nó rất là hay, có nhiều cái thì mọi người có thể tìm hiểu thêm. Thì hôm nay mình sẽ nói sơ và giải thích lại để cho mọi người khỏi hiểu lầm những video của mình từng làm trước đây. Và đây là cái con trai cả của ông. Rồi lúc trước mình có từng quay bên kia là ông Huỳnh Trọng Tán nữa, nằm ở một khu khác, mộ vợ chồng luôn. Thì khu mộ này là con cả ông nè cả nhà. Thì mọi người thấy không? Đây là bằng đá giống như là không phải đá hoa cương mà loại đá gì mà nó nhìn nó trong lắm cả nhà. Trắng trong. Và đây là những cái điêu khắc đá này là bền bỉ theo thời gian luôn.
mình nghĩ là cũng khá là lâu. Thì đây là những cái vần mây nè, được điêu khắc nè. Đó, và đây là thờ cúng nè. Thật ra khu mộ của ông rất là rộng, thì phía trước có để những con kỳ lân, ở trong có viên ngọc nè, bằng đá nè. Đó. Được xây dựng rất là chỉnh chu. Thì cái mộ của ông mình nói khá rộng nha, tại vì bên đây là người dân là chiếm một góc rồi, một góc mộ của ông rồi. Và phía sau bên đây thì được người dân làm một cái men đường. Đó. Thì mình sẽ bao quát hết cái khu mộ một lần nữa cho cả nhà xem, và nói sơ sơ về chú họ với ông Quách Đàm nó khác nhau chỗ nào, chứ không là mọi người cứ nghĩ là ông Quách Đàm với ông Hứa Bông Hoa, tức là ông chú họ là một, thì đó không có phải nha. Còn cái sự nghiệp của ông á, thì mọi người có thể tìm hiểu thêm, có nhiều cái câu chuyện lắm về hai ông lắm. Nhưng mà Quách Đàm là sống theo cái thời sau của chú họ khoảng tầm cũng gần 20 năm lận cả nhà. Giờ mình sẽ qua cái ngôi mộ lớn nhất của cái chú đó, của nhà chú họ, gọi là ngày xưa thì chú họ đã xây luôn, đã mua luôn một cái ngọn đồi phía đây luôn. Thì thật ra ngày xưa cái quả đồi chú họ được mua mảnh đất khá là rộng, nhưng sau này đã mất dần thôi. Thì nơi đây mình cũng đã từng tới quay một lần. À. Thì đây cả nhà, trước mặt cả nhà là một cái cổng tam quan. Đó, được liên quan tới bà con chú họ là đây. Trên đây là có hai tấm bia rất là lớn, và phía trong nhà bên đây là có một tấm bia nữa. Nhà đây là của một cái cô, là do không có nhà nên cô ở tạm, mà trong đó tấm bia trắng thôi, không có khắc gì cả. Và phía trước đây là có xe con kỳ lân nè, bằng đá nè, cũng khá lâu rồi. Những cái bậc tam cấp này đều là bằng đá xanh cả, được làm bằng đá xanh nha, nên nó bền bỉ với thời gian luôn. Thì lúc trước là mình cũng đã tới đây một lần, nhưng do mọi người hiểu lầm quá nhiều đi, nên hơi lạc hướng về những cái chú họ, chỗ cái họ của chú họ. Thật ra nói họ Hình cũng đúng, mà họ Hứa cũng đúng cả nhà. Như về con gái Hứa Tiêu Lan rồi đó, thì cũng nằm trong cái gia tộc của chú họ luôn. Thì ở đây là một cái cổng tam quan này là có chứa ba tấm bia, và mình đã từng xuống dưới cuối cùng dưới kia là có một cái cổng tam quan cũng rất là lớn. À, cái cổng tam quan đó thì bây giờ được nhà dân xây dựng phía trong rồi cả nhà, được xây dựng thì người ta ở trong đó luôn rồi. Còn thì đây là tấm bia được làm bằng đá cẩm thạch rất là lớn luôn. Tấm bia này nằm phía tay phải khi mình nhìn vào. Và ở trên là có dòng điêu khắc của dòng họ Hứa đó, những cái lịch sử từng người đó. Tiếc là không đọc được. Thì có nhiều người kêu mình nói tùm lum, nhưng thật ra mình đã tìm hiểu chú họ từ rất là lâu rồi, họ cũng đã biết phần nào đó tuy là chưa chính xác. Đây là cái xung quanh của cái cổng tam quan mà bên khu mộ dòng họ chú họ. Mình cũng nghe nói là đi nước ngoài hết rồi. Và một cái ngôi nhà lớn nằm trên đường Phó Đức Chinh quận 1 bây giờ trở thành Viện Bảo tàng Mỹ thuật cả nha. Thì cũng là gia tộc của chú họ luôn. Chú họ là chết ở quê nhà nha, chứ không phải chết Việt Nam nha. Còn ông Quách Đàm thì chết ở Việt Nam. Ông Quách Đàm thì mộ của ông nằm trên quận 11 và mình đã từng lên. Nhưng sau đó là cách khoảng hơn 30 năm trước là nhà nước đã khai quật lên rồi cả nhà. Lúc đó là mình có tới làm một video và tới hỏi những người lớn tuổi đã từng chứng kiến cái đó. Khi khai quật lên thì còn quần áo lụa là và một ngôi mộ đó thì dân ở đó ai cũng biết cả. Nằm ở quận 11 gần Đầm Sen á. Và đây là cái tấm bia thứ hai nè. Thì chữ cũng rất là nhiều luôn. Đó. Chữ rất là nhiều. Nó vẫn còn đậm nét luôn cả nhà chứ không phai mờ gì đâu. Vẫn còn đậm nét, từng hàng chữ là đậm nét hết đó, không có phai mờ gì cả. Nếu mà ai biết đọc là có thể đọc được rồi. Chú họ từng sở hữu gần 30.000 căn nhà chợ lớn và xây trường học, bệnh viện như bệnh viện Từ Dũ bây giờ cũng gì cả nhà. Rồi rất nhiều cái công trình bệnh viện Từ Dũ cả nhà. Rồi rất nhiều công trình như chùa, chiền, rồi trường học, đủ thứ đó. Còn ông Quách Đàm thì mình được biết là xây một cái trường, một cái chợ Bình Tây rất là lớn. Thì hai ông là hoàn toàn khác nhau chứ không dính líu với nhau nha. Đó. Thì đây là cái phiến đá cam thạch nè. Mình thấy trên là có bị nứt một ít rồi, bể hết một khúc rồi. Đó thì nguyên tảng mà nó rất là trong, khá là trong.
Còn đây là cái bệ để đựng cái tấm bia nè. Đá này là bền bỉ luôn, không mất. Đó. Đây là những hàng chữ vẫn còn đậm nét nha. Vẫn còn đậm nét luôn. Chỉ có thiếu màu sơn thôi, tại vì chữ là âm phía trong. Thì nơi đây là thuộc gần cái chùa Châu Thới cả nhà, gần chỗ cái nghĩa trang Triều Châu của người họ. Thì cái mộ gia tộc của chú họ ở đây. Mình nghe nói có một cái khu mộ nữa nhưng mà không có, chưa chôn ai, nhưng mà nằm trong nhà dân chỗ nào đó, mình cũng chưa vào. Thì đây là cái cổng tam quan mà lớn nhất. Và một góc nữa là nhà của cô, lúc trước mình đã từng quay rồi. Chào cô. Thì mọi người thấy là phía trong cái tấm bia trắng là chưa có khắc chữ nào cả. Thì mình xét về một cái hai tấm bia đó, mình nghĩ một tấm bia là của ông Huỳnh Trọng Thuấn và một tấm bia là của ông Huỳnh Trọng Tán. Còn ở đây dành cho một người nhưng mà chưa có ai. Trắng không có chữ nào cả nhà, chỉ có tấm bia thôi, chưa điêu khắc cái gì cả. Thì nơi đây là cũng là một cái nơi để cho cái chỗ nghỉ ngơi và cái chỗ ở luôn của cô ở đây. Tại vì cô không có nhà nên cô sống tạm ở đây cả nhà. Còn đây là những hàng chữ trên cái cột bên đây chen bớt một cánh cửa ra nên nó vô nhà mới thấy được. Và đứng đây ta có thể nhìn lại cái cổng tam quan một lần nữa cho cả nhà xem. Nơi đây là của gia tộc chú họ. Đó, thì nãy giờ qua những quay sơ qua trong những ít phút ngắn gọn của mình đó, thì mình cũng đã làm lại một chút xíu gì đó, gửi đến những cái các bạn mới xem trên kênh của mình, chưa nhìn những cái video cũ, thì có thể biết được về chú họ và ông Bách Đàm. Ở đây là có thể là biết được ông chú họ và ông Bách Đàm là hai ông khác nhau. Và hai ông là cách nhau khoảng hơn 20 năm. Một ông sinh năm 1845, một ông sinh năm 1000 mấy quên rồi, nhưng mà cách nhau. Ông chú họ thì mất năm 1901. Còn cái ông Quách Đàm thì mất năm 1927. Và đặc biệt đó là cái chợ Bình Tây, là nói về mà chính xác xây là con của ông Quách Đàm xây chứ không phải ông Quách Đàm. Tại vì ông Quách Đàm đã mất năm 1927. Và cái chợ Bình Tây thì được bắt đầu xây từ năm 1928. Và cái chợ Bình Tây hoàn thành năm 1930. Thì đó là cái chính xác nhất là mình đã từng tìm hiểu. Thì cái công lao của ông Quách Đàm thì do con của ổng lấy tên ổng từ tạo ra những cái ban đầu và cho mọi người nhớ tới. Chứ thật ra thì mình nghĩ đó là con ổng xây và do cái công ty của ổng sau này xây. Còn ông Hứa Bông Hoa thì về Trung Quốc là mất rồi cả nhà nha. Thì nãy giờ mình lặp đi lặp lại cho cả nhà sau này xem. Tại lúc đó là kênh mình rất ít người đăng ký và mình có đi theo một cái câu chuyện dài, đi tìm mộ con chú họ và tìm mộ con Quách Đàm. Ông Quách Đàm thì chết ở đây, nhưng mà mộ ông bây giờ đã khai quật trong hơn 30 năm trước rồi. Còn chú họ thì đã về Trung Quốc nằm ở đó. Đây là cái con trai của ông. Và mọi người bây giờ cũng đã biết thêm một chút gì đó về ông Quách Đàm và ông chú họ khác nhau. Thì video của mình cũng xin kết thúc tại luôn. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.